Yên Bonsai xin kính chào tất cả quý vị các bạn nhé. Tiếp tục ở triển lãm Linh Bình, thì ở cuốn video này thì mình sẽ giới thiệu cho anh em là một số cái tác phẩm 1, 2 và 3, 4 người B. Đấy. Ở ngoài cổng thì đa số là một số cái tác phẩm to các bác nhé. Ở trong đây cũng rất nhiều tác phẩm 1, 2 người B, 4 người B rất là đẹp. Đấy, thì như cuốn video trước mình đã nói thì ở cuốn video này thì mình sẽ lựa chọn những cái tác phẩm và đẳng cấp nhất ở đây thì mình sẽ quay cho anh em xem trước. Đấy. Rất nhiều các bác nhé. Ở sau đây nữa thì cái góc bên trong này thì hôm qua mình có quay bên kia nhưng mà chưa up lên, thì hôm nay mình quay luôn ở đây, mình up lên cho anh em xem những cái tác phẩm già đẹp nhất ở đây. Thì đầu cuốn video sẽ là một cái tác phẩm si Long Quy xuất động rất là nhỏ thôi các bác nhé. Đây các bạn nhé, thì dãy phía trong này đầu tiên là cái tác phẩm cuốn video này là một cái tác phẩm si mình muốn giới thiệu đến anh em. Đây các bạn nhé. Hôm qua đây các bạn nhé, cái biển này này các bạn này, qua cái biển này đặt nhầm bên này thì mình cứ tưởng đây là tác phẩm Long Quy xuất động. Hôm nay treo biển đây, tác phẩm Đồng Môn Đại Thí của anh Đỗ Huy Thành, một tác phẩm si cúc đỏ hoàn thiện. Si cúc đỏ nhìn nó ra lộc, nhìn trông như hoa, các bạn nhìn thích lắm. Cô này rất là già rồi các bác nhé. Quay gần để cho anh em cảm nhận được cái độ già của tác phẩm này. Để mà tạo ra được những cái tác phẩm nghệ thuật này không phải là ngày một ngày hai, có khi cả lửa đời người mới tạo ra được một tác phẩm ấy. Mà tạo ra được một tác phẩm rồi mà được độ già của nó thì có thể là qua đời này đời khác mới được cái độ già các bác nhé. Đây, phần phía sau lưng đây nhìn thích quá. Đây là tác phẩm si đầu tiên. Đây, bên đây mình sẽ quay cho em một cây xanh, một cái tác phẩm xanh mini anh em nhé. Đấy, trồng trong một cái bể đá rất đẹp. Nhiều lúc là tay cành không làm theo cái đường lối đâu cả. Đấy, làm như một cái cây tự nhiên thu nhỏ đó. Đây bác cắt giật theo kiểu như làm răm san hô các bác nhé. Răm san hô kiểu như cái san hô dưới biển ấy. Cây nhỏ hoa bẹ rất là đẹp. Cái bể đá đẹp quá các bạn. Tiếp theo là một cái tác phẩm si hoàn thiện các bác nhé. Thì cuốn video này thì mình sẽ quay cho em những cái tác phẩm si thôi. Có mỗi một tác phẩm xanh nhỏ thôi, còn đâu ưu ái là cái tác phẩm này quay cho anh em chuyên si. Đây, một tác phẩm si lưu cục. Cái tác phẩm si này thì kết hợp giữa cái dòng đương đại và dòng cổ. Cổ về cây nó là cây răng cổ. Đấy, cây răng cổ nhưng nó lại có lưu cục. Hiện đại là anh em đang chơi dòng lưu cục. Đấy, nó kết hợp cả hai cái lên là cái đồ này không bao giờ bị lỗi thời. Quý nhất là nó là cái đồ hoàn thiện các bác nhé. Đấy, tập hoàn thiện nó rất là quý. Đấy. Cái tác phẩm C thứ hai. Đây tác phẩm này của bác nào đây? Quyển cho quay cho anh em xem cái chủ nhân của anh Cường Trang. Đấy, tiếp theo lại là một tác phẩm si nữa, cũng tương tự như cái tác phẩm si vừa rồi mình giới thiệu cho anh em đấy. Tác phẩm si cổ có những kết hợp giữa hai lối này. Dòng lưu cục và dòng cổ, gọi là dòng đương đại và cái dòng quý đấy. Cổ thì lúc nào cũng quý thôi các bác nhé, nó qua đời này đời nọ là chỉ lúc cổ mà chơi thôi. Đây là mặt sau anh em nhé. Đây có tên, có số điện thoại đây, thì anh em tiện cho anh em có thể là
liên lạc để giao lưu. Có những cái tác phẩm mà anh em chạy theo dòng đương đại mà anh em lại cắt đi những cái tay tán điểm để làm lại ấy. Đấy, rất nhiều anh em chạy theo cái xu hướng phá mất rất nhiều cái tác phẩm như này. Đấy, mà giữ được những tác phẩm như này đâu phải đơn giản đâu các bác nhé. Đấy, cái góc này này, nếu cái tác phẩm này như mình nhìn từ đúng góc này thì nhìn đẹp nhất này. Đấy, đây này, góc hơi chéo một chút như này. Thời tiết có hơi nắng thì quay có rung hay gì thì các bác thông cảm với Yên Bonsai nhé. Đấy, mình đã cố gắng hết sức rồi để quay cho anh em những cái cuốn video gọi là chân thực và sắc nét nhất. Đấy, mà review thì một cái cuốn video chỉ review khoảng tầm 3 đến 4, nhiều thì 5 tác phẩm. Review kỹ để cho anh em xem. Đấy nhá. Vâng các bạn nhé, thì tiếp theo vẫn là một cái tác phẩm si cổ. Đây là tác phẩm si cổ Giáng Làng của bác, đây chủ nhân này anh em nhé, của anh Nguyễn Quốc Khương. Mong qua kênh Yên Bonsai là làm cầu nối giao lưu kết nối để anh em có thể giao lưu cây qua đây. Đấy, mà anh em giao lưu qua đây thì mình cũng rất là vui vẻ và hạnh phúc các bác nhé. Đấy, tác phẩm này bác ấy làm được nhiều con tử đẹp quá. Sau này những con tử này mà có đầy đủ bông răm như kia thì lúc đấy thì cây nhìn nó mới phê, cắt đi độc răm không nhìn nó mới sướng. Cây này răm mà gọi là mới được 9%, răm thì vẫn lon, răm già như bắt đầu già như cái cây này thì lúc đấy thì cây nó mới lên tầm đỉnh cao mọi anh em ạ. Đấy là theo cái con mắt của Yên Bonsai nhé. Đây, một tác phẩm si hai thân này. Giả quá anh em ạ. Cái đồ chơi như này anh em bên đi chơi thì sướng. Đây, nó chùm chuẩn. Mình sẽ quay gần cho anh em xem này. Chùm chuẩn như này. Cứ bông răm hoàn thiện mà chùm chuẩn, không có tí sẹo nào nhìn thì sướng các bạn. Ấy, bên trong cái đây nó cũng đẹp, mặt này cũng đẹp này. Nhỏ thôi nhưng mà nó chất lượng. Vâng các bạn nhé, chúng ta lại đến với một cái tác phẩm si tiếp theo. Đây của anh Trần Ngô, tác phẩm si. Một cái trực cây này các bác nhìn thấy có cần theo đường lối nào đâu, đúng không? Đôi khi những cái cây cổ không phải là cái cây làm theo sách đâu anh em, mà nó chất lọc được tinh túy từ những cái tự nhiên ban tặng, sau đó anh em làm tay tán đấy. Đây, một cái tác phẩm si rất nhỏ các anh em ơi. Đây là đá, là cái bể đá đẹp này anh em. Tôi không biết nhưng đợt vừa rồi trong Anh Quân có một bể đá kiểu gần như đá ngọc ấy. Mình thì mình không tìm hiểu về bể đá sâu lắm. Đấy, mình đây của anh Trần Văn Ngô. Tác phẩm si này nhìn như đá si núi. Rất nhỏ. Đây các bác nhé, thì tiếp theo đến với một tác phẩm si, mà cái này thì anh em chỉ gọi là phôi các bác nhé. Đấy, vẫn đang làm thì cái cốt này là cốt của bác Tùng Kính các bác nhé. Đấy, bác Tùng Kính có mang ra đây 1, 2, 3 cốt si, và từ cái tác phẩm Linh Sam kìa, Sam Trái kìa, hất lại đến cái tác phẩm si vậy thôi. Đấy, thì cuốn video này mình chỉ giới thiệu anh em là một số cái cốt si và một tác phẩm hoàn thiện thôi.
Đây, số điện thoại của bác ở đây nhé. Thì bác Tùng Kính là cũng là trong một số cái người số ít của làng cây Bắc Linh. Bác lòng làm cây, xin lỗi anh em nhé, bác làm cây theo cái dòng lùn lực bonsai của thế giới anh em nhé. Bác đi trước đã tầm chục năm rồi, bây giờ bác có rất nhiều cái tác phẩm si hoặc xanh hoàn thiện lùn lực. Đây. Thì vườn của bác Tùng Kính thì cũng rất nhiều anh em YouTube nổi tiếng đã đến quay rồi. Đây, cái tác phẩm đây là cái đôi tác phẩm này hôm nọ bác mới lấy xong này. Hôm nay đã cho đi triển lãm rồi. Đây. Tác phẩm này vẫn còn hơi tốt các bác nhé. Đây. Vẫn là một tác phẩm si của bác Tùng này, tác phẩm si trực. Cái này mà tỉa lá đi thì nhìn đẹp quá các bác. Tầm này quay thì anh em có thể chiêm ngưỡng gọi là hết cái vẻ đẹp của nó. Tầm này nó tốt quá. Đấy thì vừa rồi ở cuốn video này Yên Bonsai giới thiệu cho anh em là một số cái tác phẩm si đẹp tại khu trưng bày này. Đấy là một số cái tác phẩm si đẹp nhất rồi anh em nhé. Còn tác phẩm ở những cái cuốn video sau thì mình sẽ giới thiệu anh em riêng một số cái tác phẩm xanh đẹp ở khu vực đặt cây mili này. Đấy, các bác xem thì nhớ like, đăng ký kênh ủng hộ Yên Bonsai nhé. Đấy. Để anh em có động lực để làm những video hay hơn. Thì cảm ơn tất cả anh em đã theo dõi video nhé.